Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Tài nguyên Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu đã giải quyết 417 hồ sơ tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thủ tục tách thửa được thực hiện theo quy định tại quyết định số 15/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, nhiều người cũng lợi dụng quy định này để thực hiện phân lô rồi tự ý mở đường trên đất nông nghiệp, sau đó lên mạng quảng cáo rao bán các nền đất dưới danh xưng dự án. Nhiều vụ vi phạm sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích đã được phát hiện, xử lý. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại một khu vực đất nông nghiệp rộng khoảng 21.600 m² tại khu vực của thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Mặc dù đây là đất nông nghiệp, thế nhưng ở bên trong của khu đất thì chủ sở hữu đã mở được 5 con đường đá ở bên trong. Và ở khu vực đất này cũng đã được phân thành 41 lô. Mỗi lô thì cũng đã được cắm mốc bằng những cột bê tông như thế này. Điều đáng nói là những vi phạm về việc sử dụng đất sai mục đích tại khu đất này không phải chỉ mới xảy ra lần đầu. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, trước đó từ tháng 1 năm 2022, chính tại khu đất, chính quyền địa phương đã lập biên bản về hành vi sử dụng đất sai mục đích và yêu cầu chủ đất khắc phục trả lại hiện trạng. Tuy nhiên, mãi đến tháng 3 năm 2022, sau khi địa phương đưa phương tiện đến san gạt để trả lại hiện trạng đất ban đầu, chủ đất mới cam kết tự khắc phục. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, chính quyền địa phương lại tiếp tục phát hiện khu đất có dấu hiệu làm đường. Hiện 5 con đường tự mở bên trong khu đất đã được địa phương đưa xe đến san gạt. Đầu năm 2022 đến nay, nhiều trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích trên địa bàn huyện Đất Đỏ bị phát hiện, xử lý. Thành lập các đoàn kiểm tra cũng như giao các xã thị trấn kiểm tra thì cũng đã phát hiện ngay từ đầu. Mà tuy nhiên thì cái trường hợp khi phát hiện thì địa phương cũng xử lý nó chưa triệt để, nên là phát sinh thêm 4 trường hợp mà cũng thực hiện cái việc làm đường trên đất nông nghiệp. Thì địa phương cũng đã chỉ đạo, huyện cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn là tổ chức kiểm tra và làm việc yêu cầu chủ sử dụng đất khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu. Thì qua cái chỉ đạo cũng như qua làm việc các địa phương thì cơ bản các chủ sử dụng đất đều thực hiện chấp hành việc trả lại hiện trạng ban đầu. Chấn chỉnh tình trạng tách thửa phân lô bán nền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị thành trong tỉnh nhanh chóng rà soát lại toàn bộ tình trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn, giao trách nhiệm quản lý địa bàn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và thường xuyên kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm. Từng vụ việc sai phạm phải được mổ xẻ, phân tích nguyên nhân, xử lý rốt ráo, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức liên quan. Kết quả xử lý phải thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.